Vừa qua tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Ignacio Cassis, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ, trong khuôn khổ chuyến đến thăm chính thức tới Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ cảm kích trước sự giúp đỡ quý báu của chính phủ Thụy Sĩ trong 30 năm qua dành cho Việt Nam để phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, trong đó có các dự án hỗ trợ phát triển thương mại và công nghiệp dành cho Bộ Công thương, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn cố gắng nỗ lực phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, luôn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Ngài Ignacio Cassis đánh giá cao những thành tiệu của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công thương Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu, EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên. Ngài Cassis bày tỏ mong muốn quá trình đàm phán Hiệp định tiếp tục được đẩy mạnh, hai bên cùng thống nhất và giải quyết các vấn đề còn khúc mắc tiến tới kết thúc đàm phán như mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai bên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng bày tỏ cảm ơn tới sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong việc hỗ trợ Bộ Công Thương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, chính sách thương mại và sức tiến xuất khẩu, một trong các dự án trụ cột trong chiến lược hợp tác của Thụy Sĩ trong giai đoạn 2021-2024 về phát triển kinh tế Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, chiến lược hợp tác chính phủ Thụy Sĩ triển khai rất phù hợp với các định hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới của Việt Nam nói chung và ngành công thương nói riêng, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030.